Thầy giáo thì đang giảng bài, còn các bạn học sinh thì đang buồn ngủ. Nghe những lời thầy giảng giống như nghe hát ru vậy. Và các bạn học sinh không thể nào tập trung được. Và cô bạn đã nghĩ ra một cách muốn bạn trai kế bên tham gia. Cô dùng đèn pin chiếu vào con cá và một nàng tiên cá đã xuất hiện. Thầy giáo rất là bất ngờ. Kể cả nàng tiên cá cũng bất ngờ không kém. Giờ này mà học hành gì nữa, đi chơi thôi. Đôi bạn thân đang đi dạo thì phát hiện một cô nàng thật xinh xắn. Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô ta đã hớp hồn hai anh chàng rồi. Lập tức anh bạn điển trai tiến đến làm quen ngay. Nhìn thái độ của cô ta là biết anh không có cửa rồi. Hãy xem cách mà anh bạn áo xanh làm đây. Dùng chiếc xe đồ chơi này và chiếu đèn phóng to vào nó. Wow, chiếc xe tí hon đã thành một chiếc xe thật sự rồi. Nhìn anh ta giờ là rất phong độ trên chiếc xe mô tô. Và cô nàng ấn tượng từ ngay cái nhìn đầu tiên với anh ta. Có điều vẫn là xe đồ chơi mà thôi. Kế hoạch cua gái thất bại. Hay, mất mặt với gái xinh quá đi. Cô nàng đã chuẩn bị hai phần ăn thật ngon. Ôi, hấp dẫn quá đi. Nhưng phần ăn cô gái nhiều thức ăn quá. Của ai là người đó ăn nhé anh trai? Và để trả đũa cô ta, anh đã dùng đèn pin thu nhỏ những con tôm lại. Với con tôm của anh ta thì nó được phóng to hơn. Của ai người đó ăn nhá cô gái? Cô nàng đang uống nước và xem TV. Chợt một con gián đậu trên tay cô ta. Mà cô ta sợ nhất là gián đó, phải đập nó ngay mới được. Mà gián thì nhỏ quá, cô ta sẽ dùng đèn pin phóng to chiếu vào cho nó lớn ra mới được. Ôi không! Giờ con gián lớn quá rồi, làm sao cô ta đánh lại nó đây? Đến lượt cô ta bị phản đòn rồi, con gián giờ đánh ngược lại cô ta. Anh chàng đang xem TV thì phát hiện bạn gái chuẩn bị đi đâu đó. Trong lúc cô ta nghe điện thoại, vô tình đánh rơi tiền. Anh chàng trông thấy thì nảy ra ý định chiếm lấy tờ tiền đó. Không thể lấy lộ liễu như vậy được. Anh ta dùng đèn pin thu nhỏ tờ tiền lại rồi. Lúc này thì cô bạn đã phát hiện ra mình bị mất tiền. Và tất nhiên việc này đâu liên quan gì đến bạn trai cô ta. Giờ chỉ việc dùng đèn pin phóng to tờ tiền ra như cũ là xong. Có tiền thật là thích. Nhưng trộm tiền của vợ lại là một tội lớn.
Cô nàng giả vờ đến gần rồi ăn ké nữa. Cô ta xin một miếng nhỏ thôi. Được thôi. Phải cho anh ta thấy sự lợi hại của mình mới được. Wow, bắp sống đã biến thành bắp rang rồi kìa. Lần này là anh ta phải xin ăn ké rồi đó. Nhưng dễ gì cô ta cho. Hai chàng trai đang tập thể thao ngoài công viên. Tình cờ phát hiện một cô nàng thật xinh tươi lướt qua. Ai cũng muốn chứng tỏ để mong người đẹp chú ý. Anh bạn kế bên có vẻ không phục. Chiếc tạ được biến lên quá lớn, anh ta không thể đỡ nổi. Thế là mất điểm với người đẹp rồi. Anh chàng có đĩa thức ăn thật là hấp dẫn. Cô bạn gái thì lúc nào cũng vậy, cứ đợi đến lúc ăn thì cô ta lại xin. Nhưng chiếc muỗng này quá bé để xin miếng thức ăn. Thế nên cô dùng đàn pin để biến chiếc muỗng lớn hơn. Vậy là cô chỉ xin đúng một muỗng thôi nhé. Lần sau ai dám cho cô ăn ké nữa. Cô bạn chuẩn bị ăn kẹo mút thì bị cô bạn lao tới tranh giành. Lần nào cũng vậy, cứ ăn là giật giỏi hả? Và cô bạn dùng đàn pin biến cây kẹo to ra, đủ cho cả hai rồi đó. Cô nàng đang đọc sách thì bị anh bạn hù cho hết hồn. Thấy người khác đau đớn, anh ta còn vui cho được nữa. Cô ta vẫn còn ấm ức lắm, phải cho anh ta bài học mới được. Cô ta dùng đèn pin thu nhỏ chiếc ghế anh ta đang ngồi lại. Cú ngã khá đau đó. Anh ta cũng chẳng thế nào hiểu được đâu. Anh chàng độc thân này tâm trạng không tốt. Thấy người ta có đôi có cặp, anh ta tủi thân hơn. Nỗi cô đơn càng vây lấy anh ta, nước mắt anh ta đã chảy. Chợt anh ta nảy ra một ý định hay ho. Có cô búp bê này thì anh ta cũng đỡ cô đơn rồi. Nhưng búp bê thì làm gì có cảm xúc chứ. Thôi kệ, người khác nói sao, miễn sao anh ta cảm thấy ấm áp trong lòng là được. Giờ học đang diễn ra rất là căng thẳng. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi. Các anh chàng này lại khoe điện thoại mới nữa. Chỉ có cô gái phía sau là im lặng thôi, vì điện thoại cô ta đã cũ. Tức thật đó. Giờ cô ta sẽ dùng đàn pin phóng to chiếu vào và biến thành một chiếc điện thoại siêu to khổng lồ. Các chàng trai phải há hốc miệng ra khi trông thấy chiếc điện thoại này. Quả thật chiếc điện thoại này là đẳng cấp nhất rồi. Bạn cắt hình mặt trước và mặt sau của điện thoại ra.
sau đó dùng keo dán lên một tấm xốp. Trang điểm thêm cho nó bắt mắt nữa là hoàn thành.